Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Cũng như những video trước, Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Ba mẫu xe gầm cao tiền tỷ đang được giảm giá cả trăm triệu đồng. Kia Sorento, Honda CR-V hay Mitsubishi Pajero Sport là những mẫu xe đang được ưu đãi trên 100 triệu đồng tại các đại lý thông qua việc giảm giá trực tiếp hoặc tặng các gói phụ kiện. Cuộc đua khuyến mại giữa các hãng xe nhằm thu hút khách hàng chưa có dấu hiệu dừng lại. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh toàn thị trường đi xuống, đồng thời các đại lý có nhu cầu thúc đẩy doanh số trước tháng Ngâu. Nhờ vậy mà giá một số mẫu xe gầm cao tiền tỷ được giảm hơn 100 triệu đồng. Honda CR-V Honda cùng các nhà phân phối trên toàn quốc đưa ra chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua CR-V trong tháng 7, với giá niêm yết từ 998 triệu đồng cho phiên bản E và đắt nhất là 1.138 tỷ đồng cho bản LSI. Khách hàng mua Honda CR-V dịp này có thể tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng. Trong khi đó, một số đại lý chào bán CR-V sản xuất năm 2020 với mức giá 990 triệu đồng, rẻ hơn gần 130 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được nhận thêm các gói phụ kiện trị giá khoảng 50 đến 70 triệu đồng, tùy từng điểm bán hàng. Như vậy, tổng ưu đãi có thể lên hơn 150 triệu đồng. Trong phân khúc, CR-V là mẫu xe có doanh số sụt giảm đáng kể. Dù Honda đã tung bản nâng cấp với việc bổ sung gói trang bị an toàn sensing, trong khi đó, khác biệt về thiết kế so với phiên bản trước là rất ít. Cộng thêm mức giá cao khiến xe trở nên kén khách. Kia Sorento, sự xuất hiện của Santa Fe 2021 đã phả hơi nóng vào Sorento và động thái khuyến mại là điều cần thiết để mẫu xe nhà kia thêm sức hút. Nhà phân phối Thaco đang giảm giá trực tiếp, tặng thêm bảo hiểm thân vỏ, giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng khi mua Kia Sorento thời điểm này. Kia Sorento đang bán tại Việt Nam thuộc thế hệ 4.0, giá từ 1.079 đến 1.279 tỷ đồng. Nhảy cóc so với thế hệ trước nên mẫu xe được xem là màn lột xác về thiết kế với kiểu dáng bóng bẩy, trang bị hàng loạt option theo phong cách xe sang. Động cơ cải tiến cũng là một điểm cộng của Sorento 2021. Đang trên đà chinh phục khách hàng, Kia Sorento bị ngáng đường bởi Hyundai tung bản nâng cấp cho Santa Fe. So với đối thủ đồng hương nhưng thực chất là cùng một tập đoàn mẹ, Sorento và Santa Fe không có quá nhiều chênh lệch mà chủ yếu thuộc về khẩu vị của người dùng. Mitsubishi Pajero Sport 5 trong tổng số 6 mẫu xe của Mitsubishi tại thị trường Việt Nam đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và Pajero Sport nằm trong số đó. Với giá bán cho bản cao nhất, diesel 4x4 an toàn là 1.345 tỷ đồng thì khách hàng mua xe được giảm 68 triệu đồng. Tại đại lý, người mua xe thời gian này có thể được tặng thêm phụ kiện, nâng tổng ưu đãi lên khoảng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, một số showroom cũng chào bán Pajero Sport phiên bản 4x2 sản xuất năm 2020 với giá thấp hơn 150 triệu đồng. Tuy nhiên lượng xe còn lại rất ít và có thể không có màu sắc mà khách hàng mong muốn. Pajero Sport chưa thực sự nổi bật tại thị trường Việt Nam, xét về doanh số. Trên phiên bản mới nhất, hãng xe Nhật Bản chỉ giữ lại động cơ máy dầu, cắt bỏ phiên bản máy xăng. So với các đối thủ cùng phân khúc, Pajero Sport được đánh giá có trang bị không hề thua kém nhưng vẫn tương đối kén người mua. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất. Hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng,
giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không, hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.